Ok, xin chào các bạn ha. Thì trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái vấn đề mà đang là nhức nhối đối với những cái bạn nào mà trong nghề chạy quảng cáo ha. Thì đầu tiên đó là cái vấn đề mà mình cũng vào gần đây gặp đó, là nghĩa là khách sẽ nhắn tin cho fanpage chạy quảng cáo, khách vô nhắn tin nhưng mà trả lời mình bên phía fanpage á, trả lời khách thì khách nhìn thấy nhưng mà khách không trả lời. Đây thì đây là cái trường hợp đầu tiên nè. Đấy, rồi cái trường hợp thứ hai đây đó, khách hỏi giờ mở cửa nhưng mà sau khi trả lời hỏi xong trả lời thì cũng không thấy phản hồi mặc dù là đã nhìn thấy rồi. Thì mình sẽ vào trong cái trang cá nhân của mấy cái bạn này xem nha. Đây, đây là cái trang cá nhân của một cái nick nhắn tin mà không trả lời thì nhìn qua là mình biết đây nè, nhìn là biết nick ảo rồi. Tại vì sao? Đây có cái thông tin để đây là xe đưa đón sân bay 24/24 ảnh nữ, là nhìn là biết là nick ảo rồi ha, nhìn là biết nick ảo rồi. Nick này thì theo mình đánh giá đây, mình lướt xuống là online cập nhật cái hình mới có ngày 5 tháng 9 thôi, nghĩa là mới cách đây 2 tháng. Nick này thích này là mới thành lập cách đây 2 tháng đấy, là ảo không? Thì các bạn để ý nha, đó cái nick này là trong vòng mới có lập đây online mới cách đây 2 tháng thôi. Đó là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Cái thứ nhất, rồi cái nick thứ hai hơn, cái nick thứ hai mà nhắn tin không trả lời này, nick thứ hai đây tới 4.975 bạn, nghĩa là cũng nick ảo luôn. Tại vì nó cũng bây giờ hiện tại nó có cái tool ha, có tool các bạn ha, nó sẽ tự động các bạn khoảng 5.000 bạn đấy, cũng chạy tranh 200 quảng cáo luôn ha. Đấy, rồi nick này cũng là cái nick ảo luôn nè. Đặc điểm chung là những cái nick ảo như thế này nó sẽ có cái thói quen là cái người chủ của cái nick á, khi mà họ đăng nhập vô nick á, là cái thứ nhất cái thứ nhất là họ thường họ sẽ xem cái quảng cáo, và thật sự là trong cái nhu cầu của họ hay nhìn thấy quảng cáo thì họ muốn sử dụng dịch vụ đó và họ nhắn tin cho cái bay đó. Nhưng mà khi mà họ out cái nick ra á, thì họ không còn có cái theo dõi cái nick đó nữa, thành ra là họ không có nhìn thấy cái phản hồi từ cái bay, cho nên là họ sẽ không có phản hồi lại rồi cái nick đó. Và tại vì nick đó nó ảo của họ cho nên là họ không có online thường xuyên, cho nên là họ không có thấy cái tin nhắn phản hồi của phía bên fanpage ha. Là cái đặc điểm chung thứ nhất. Cái đặc điểm điểm chung thứ hai đó là cái nick này, những cái nick này thì nó thành lập cách đây là ngày 5 tháng 9 đó, cái status mới nhất của nó là ngày 5 tháng 9, là cách đây là có mới cái mấy ngày à, đó thấy không? Ừ. Thì cũng là một cái nick ảo, nó tồn tại trong cái khoảng thời gian ngắn, cho nên là dựa vào hai cái đặc điểm đó thì nếu mà chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta loại bỏ những cái đối tượng này thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách này. Thì chúng ta sẽ vào trong cái trình quản lý quảng cáo của mình ha. Thì các bạn cứ tạo quảng cáo như các bạn muốn, sau đó thì các bạn sẽ vào trong thiết bị ha, trong cái chỗ mà mục sở thích á. Ừ. Thì các bạn sẽ nhập cái hành vi đó là bao gồm những người khớp á, nghĩa là chúng ta thu hẹp đối tượng ha, thu hẹp đối tượng đây. Thì cái cách làm như thế này để mình sẽ làm lại cho các bạn xem ha, làm lại luôn. Đây, trong cái phần này thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ cho một cái sở thích đó, bao gồm những người khớp ha. Thì các bạn nhập sở thích bất kỳ ha, sở thích bất kỳ đấy. Rồi sau đó thì trong cái phần thu hẹp đối tượng thì các bạn click vô cái nút này thu hẹp đối tượng, và các bạn nhập là tìm có cái từ thiết bị, và các bạn sẽ kéo xuống phần là sử dụng thiết bị di động 25 tháng trở lên ha. Rồi dùng thiết bị 13 đến 18 tháng, rồi gợi ý luôn đó, rồi 19 đến 24 tháng, rồi 10 đến 12 tháng đó. Thì chúng ta sẽ loại bớt ha, rồi 7 đến 9 tháng luôn ấy. Rồi đó, thì ta lọc ra ha, chúng ta lọc ra những cái người mà sử dụng thiết bị di động đó. Tìm thêm nữa ha, thiết bị đấy. Rồi ok vậy được rồi đó. Thì tối thiểu là cái những cái nick mà chúng ta chạy quảng cáo á, họ thấy quảng cáo của chúng ta là nó sẽ phải online trên cái thiết bị di động từ
7 tháng trở lên, thì đó mới đủ tiêu chuẩn để mà thấy cái quảng cáo của mình ha. Rồi mình tắt cái mục bao gồm những người khớp ha. Rồi mình tắt đi, mình để lại những cái đối tượng thu hẹp này thôi. Đấy là 12.000 người, thì cái tệp này là 12.000 người. Rồi để mà loại bỏ thêm cái thành phần mà chỉ có gọi là nick ảo và vô nick ảo để mà xem quảng cáo, sau đó là nhắn tin rồi xong là không thèm trả lời, thì mình sẽ cho thêm cái loại trừ những cái người ha. Mình loại trừ đây là cái thành phần gọi là sở thích là trực tuyến, là quảng cáo online ha. Đó, loại loại bỏ thêm những cái thành phần này thì mình sẽ lọc đi những bớt những cái thành phần đó. Đó, gần như là khá là nhiều ha, có thể là lên đến 80 90% những cái người mà gặp quảng cáo, thấy quảng cáo nhưng mà sau khi nhắn tin vào hỏi thì không trả lời đấy. Rồi ok thì mình bấm đăng thôi, cập nhật. Đó là cái trường hợp thứ nhất ha. Rồi tiếp theo một cái vấn đề thứ hai nữa, đó là chúng ta tạo cái tài khoản kinh doanh nhưng mà nó bị hạn chế. À, dạo gần đây rất nhiều người, rất nhiều bạn chạy quảng cáo là gặp vấn đề này, thì cái giải pháp làm sao? Giải pháp đó là nó cũng đơn giản như thế này, thì chúng ta sẽ chạy quảng cáo trên cái tài khoản cá nhân hơn. Chúng ta sẽ chạy quảng cáo trên tài khoản cá nhân. Nếu như nick nick chính của bạn á, thì các bạn tất nhiên các bạn sẽ có một cái tài khoản quảng cáo cá nhân rồi đúng không? Còn nếu như các bạn muốn chạy an toàn trên, ví dụ như chạy các cái mảng mà spa, chúng ta cảm thấy là hơi hồi hộp hay là sợ bị phạt ha, thì chúng ta sẽ chạy trên một cái nick nick VIP ha. Chúng ta chạy trên một cái VIP. Ví dụ như mình có một tài khoản Facebook đây, thì mình sẽ chạy trên cái tài khoản Facebook cá nhân của cái nick ảo này ha, nick clone ha, nick này. Thì mỗi cái nick thì nó sẽ có một cái tài khoản quảng cáo cá nhân ha. Thì đó, thì chúng ta sẽ xét quảng cáo những tài khoản quảng cáo cá nhân nick phụ này của mình. Đấy. Thì đơn giản thôi, để mà chạy quảng cáo thì tất nhiên là phải có một cái trang fanpage đúng không? Đấy. Thì có thể các bạn có thể tạo mới, hoặc là nếu khách hàng của bạn có rồi thì các bạn xét quyền admin cho cái nick phụ này, sau đó thì các bạn chạy quảng cáo trên cái tài khoản cá nhân này. Là cho trong tạm thời gian tạm cái thời gian ban hiện tại bây giờ thì chúng ta thời gian ngắn chúng ta sẽ chạy bằng cách đó. Sau đó thì tất nhiên Facebook nó sẽ nới lỏng ra, và chúng ta sẽ chạy, chúng ta sẽ bấm kháng yêu cầu xin xét lại, và chúng ta sẽ kháng cho cái tài khoản doanh nghiệp của mình ha. Thì sau đó thì thời gian sau đó thì chúng ta có thể tạo tài khoản doanh nghiệp mới đó. Thì tạm thời bây giờ Facebook nó hơi siết chặt, tại vì Facebook nó muốn là hạn chế bớt, gọi là lập bớt những cái thành phần mà chạy quảng cáo Facebook chạy cho người khác đó, gọi là chạy dịch vụ đó. Nó chỉ muốn là những cái người mà chạy quảng cáo cho cái dịch vụ, sản phẩm dịch vụ họ tự họ chạy thôi, chứ họ không muốn là những người khác mà chạy dịch vụ cho người khác ha. Rồi ok đấy, thì có hai cái vấn đề nhức nhối và mình để giải quyết cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên like, share, đăng ký kênh YouTube của mình nha. Đây cái kênh YouTube của mình là Đào Tạo Digital Marketing Huyền Nhân Khánh, hoặc là các bạn có thể vào cái fanpage của mình đấy, cái fanpage của mình đây, dịch vụ marketing online nè, dịch vụ marketing online Nha Trang đấy. Thì các bạn có thể vào trong đây để là các bạn like, share hoặc là xem những cái kiến thức về Facebook ha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye các bạn.